Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2. Tập 96. Chương 951. Trong mắt tình nhân có Tây Thi 2. Cái bộ dạng chết không đổi của đồng tử, Thiết Tâm Nguyên muốn đạp cho hắn một phát, thế thì có lợi cho nữ nhân đó quá. Đồng tử ngồi bật dậy, đột nhiên cười như tên ngốc, ta nghĩ thông rồi. Một tên tiểu tử nghèo như ta làm sao với tới được tiên nữ như nàng. Ta chỉ nên cùng Lưu Thị sống bình an ở Lâu Lan Thành thôi. Năm nay lau sậy mọc không tệ, có thể làm giấy rồi. Do ta muốn sống tốt hơn, nên tới Thanh Hương Thành tìm ngươi. Gặp phải nàng không phải là kiếp nạn, tổn thất chút tiền tài không sao, chỉ có chút thương tâm. Hôm nay nếu không phải thấy bộ khoái đi tới, lo bị họ đuổi khỏi thành, ta vẫn trốn ngươi. Ta là kẻ không ra gì, Lưu Thị tốt với ta. Ta cho rằng hiển nhiên, Hách Tư Đề Á lừa ta lại không quên được. Ha ha ha. Thiết Tâm Nguyên cười phá lên làm lão hán Tây Vực rơi cả dao. Mỹ cơ Tây Vực càng ôm nhau sợ hãi nhìn khách nhân cười ngã lăn từ giường gấm xuống ao rượu. Đồng tử cũng cười theo, cười xong rơi nước mắt, cuối cùng khóc giống lên. Hối hận cũng được, khoái hoạt cũng được, dù sao cũng là một trải nghiệm khó quên. Thiết Tâm Nguyên được hai Mỹ cơ đưa đi thay quần áo, thuận tiền bỏ tiền mua cho đồng tử một bộ da dáng con người. Xong xuôi khoác vai đồng tử, đi thôi, ta muốn xem Hách Tư Đề Á rốt cuộc xinh đẹp tới mức nào mà khiến huynh đệ ta thống khổ thành thế này. Đồng tử cảnh giác nhìn Thiết Tâm Nguyên, chân như mọc rễ tại chỗ, không chịu đi. Thiết Tâm Nguyên đá hắn một cái, ta cũng đang vì chuyện nữ nhân mà khốn đốn đây, không hứng thú đi dụ dỗ nữ nhân của ngươi. Nàng không phải nữ nhân của ta, đồng tử đỏ mặt, ta còn chưa được cầm tay nàng. Không được cười. Được, không cười. Thiết Tâm Nguyên nhịn cười mỏi hàm, ta chỉ muốn xem nữ nhân có cái tên này là người thế nào, đây không phải là một cái tên bình thường. Nói trước, chúng ta chỉ cần lấy về khuôn mẫu, ngươi ít nhiều nên cho nàng chút tiền, hai bọn ta coi như không liên quan. Nếu không tới thẳng chỗ thương cổ mua khuôn mẫu là được, tiền do ta vay ngươi, chỉ cần xưởng dựng lên, ta sẽ sớm có tiền trả. Bất kể đồng tử cầu khẩn thế nào, van xin thế nào, Thiết Tâm Nguyên vẫn xách cổ hắn đi tới chỗ nữ nhân tên Hách Tư Đề Á. Thiết Tâm Nguyên nhìn nữ nhân đó, sau đó lại quay sang nhìn đồng tử, vì y không thấy da trắng như tuyết, trơn như mỡ đông, dung mạo như tiên nữ ở chỗ nào, ấn tượng duy nhất là cao lớn. Chẳng lẽ vì nhìn quen tuyệt thế mỹ nữ như Trạch Mã rồi nên thẩm mỹ quan của mình đã quá cao, dáng vẻ nàng lúc đọc sách rất mê người. Đồng tử lại ngây ngất như thằng đần. Thiết Tâm Nguyên xác định là tìm đúng người rồi, tạm thời đứng sau xem cho rõ tình hình rồi tính. A đồng tử cường tráng, ngươi có tiền rồi phải không? Hách Tư Đề Á nhìn đồng tử một thân áo gấm hào hoa, mừng rõ chạy tới nhào vào lòng, rất trực tiếp. Thiết Tâm Nguyên gãi đầu nhìn đồng tử ôm nữ nhân kia, mặt đầy trìu mến, vừa rồi cái tên khóc lóc nói muốn sống với Lưu Thị tới răng long đầu bạc đâu rồi, thật đáng tiếc. Nếu như Triệu Uyển và Úy Trì trước ở đây, ba người kiếm cái bàn gọi ấm trà đĩa bánh ngồi xem, đảm bảo các nàng sẽ thấy chút chuyện trong nhà mình không đáng kể. Ngài chính là vương tử của quốc gia mỹ lệ này sao? Thiết Tâm Nguyên chợt nghe thấy giọng Hách Tư Đề Á ngọt ngào vang bên tai mà giật mình, trừng mắt với đồng tử. Còn may tên này chưa nói mình là Cáp Mật Vương. Không cần suy nghĩ gì hết, Thiết Tâm Nguyên xoay người chạy luôn, y có linh cảm rất nhạy bén với rắc rối. Tình hình của mình bây giờ không nên chuốc thêm phiền toái nữa, nhất là dính líu tới nữ nhân. Chuyện của đồng tử chưa cần y quản, sẽ có người xử lý ổn thỏa. Về tới thư phòng vẫn liên tục lắc đầu thở dài. Đồng tử hết cứu rồi. Đó là kết luận đầu tiên của Thiết Tâm Nguyên khi chứng kiến cảnh tượng vừa nãy, thậm chí y đã chuẩn bị tinh thần phải cứu vớt tên ngu xuẩn đó lần nữa. Khi Ý Chỉ trước đong đưa đi qua trước mặt tới lần thứ hai, Thiết Tâm Nguyên cảm thán, mỹ sắc hại người. Đang kiếm cớ để nói chuyện, Uy Trì trước lập tức sán tới ai oán nói, đại vương nói thiếp à. Thiết Tâm Nguyên hậm hực, không, ta đang nói bản thân đấy. Uy Trì trước giận dỗi, nếu bị thái hậu đánh đòn thiếp tự chịu, không cần đại vương gánh vác, ải này thế nào cũng phải qua, nếu một trận đòn mà có thể mây tan mưa tạnh thì thiếp cam tâm tình nguyện. Thế mới đúng, chuyện có thể xử lý đơn giản thì đừng làm phức tạp. Thiết Tâm Nguyên đem cảnh ngộ của đồng tử kể lại một lượt. Uy Trì trước nghe xong nhíu mày, hàng xóm cũ này của đại vương là kẻ ăn đòn mà không nhớ đòn, đại vương kể chuyện này làm gì? Ngài hối hận rồi sao? Hối hận á? Nàng tưởng rằng trước kia nàng quyến rũ ta à,
đánh giá bản thân quá cao rồi, nếu không phải ta muốn làm thịt nàng thì chuyện tối hôm đó thế nào cũng không xảy ra. Thiết Tâm Nguyên nói rất thật, nam nhân ở loại chuyện này rất vô sỉ, ta cũng thế, chiếm được thân thể của nàng rồi liền thấy có lợi lớn. Nếu như bất chấp như đồng tử cũng là một loại biện pháp, nhưng ta vừa muốn nàng, vừa muốn không phải áy náy với Uyển Nhi. Trong sự sốt ruột và rối rắm của Thiết Tâm Nguyên, Trương Ma Ma đã tới. Đọc thư của mẹ tới hai lần, Thiết Tâm Nguyên nhìn Trương Ma Ma, là lỗi của ta, 20 roi này do một mình ta nhận. Trương Ma Ma lắc đầu. Uy Trì trước trước hít một hơi nói, đại vương, không cần đâu, thiếp thân cũng là người đã từng chịu khổ, 20 roi có thể qua được. Trương Ma Ma thì lễ với Thiết Tâm Nguyên rồi dẫn vào Uy Trì trước trước đi vào trong phòng. Uy Trì trước trước rất ngoan ngoãn nằm xuống ghế, chu đáo chuẩn, bị cho Thiết Tâm Nguyên một cái. Chấp hành mệnh lệnh của Thái Hậu, Trương Ma Ma không nói không rằng, hai phó phụ tráng kiện hung thần ác sát cầm roi, nhìn bọn họ làm ướt roi. Thiết Tâm Nguyên mới hiểu, mẹ giận thật, trận đòn này không nhẹ được, lấy khăn ra đưa cho Uy Trì trước trước, bảo nàng ngậm vào, tránh cắn phải lưỡi. Chát! Ngọn roi mang theo tiếng gió rít quất mạnh lên mông Uy Trì trước trước, nàng thét một tiếng đau đớn ngã từ trên ghế xuống, Thiết Tâm Nguyên không nỡ nhìn. Chát! Thiết Tâm Nguyên trúng một roi, nhưng không quá đau đi dìu Uy Trì trước trước đã đau tới rơi nước mắt lên, nàng vẫn quật cường không nói không rằng, bê nàng về ghế của mình, cả hai đổi vị trí cho nhau. Chát! Nằm xuống chỗ của Uy Trì trước trước, cơn đau truyền thẳng lên đầu khiến đầu y như muốn nổ tung, vừa rồi Uy Trì trước trước không hôn mê là giỏi lắm rồi. Hành vi phong kiến đại gia trưởng, cho dù là Thiết Tâm Nguyên cũng không thay đổi được, nó là con quái vật thời đại tạo ra, chẳng ai có thể chống lại. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 952, Đoàn tụ. 10 roi đánh xuống, Thiết Tâm Nguyên mồ hôi đầm đìa, mặt không còn sắc máu, Uy Trì trước trước thì đã ngất xỉu. Lập tức hai phó phụ chu đáo giúp họ bôi thuốc trị thương, Trương Ma Ma lúc này mới quỳ xuống đất, đại vương thứ tội. Không trách bà, là lỗi của ta. Giọng Thiết Tâm Nguyên lạc đi, cúi đầu trước gia pháp không có gì mất mặt, Trương Ma Ma khấu đầu rời phòng. Mấy thị nữ vừa khóc vừa chạy vào, dìu Uy Trì trước trước lên giường, Thiết Tâm Nguyên cố nén đau đứng ở bên đợi nàng tỉnh dậy. Mông đã không còn chi giác gì nữa, xem ra mẹ rất bất mãn với Uy Trì trước trước. Không lâu sau Uy Trì trước trước lờ đờ tỉnh dậy, vừa thấy Thiết Tâm Nguyên liền trào nước mắt, đại vương, thiếp chết chưa? Chưa chết đâu, ta cũng khỏe mạnh, thấy không? Thiết Tâm Nguyên nén, đau ngồi xổm dưới giường vuốt má nàng, Uy Trì trước trước nức nở, thiếp tưởng rằng mình chết rồi cơ, đại vương, đau, đau lắm. Thiết Tâm Nguyên dỗ dành, cố chịu, bây giờ mông tê, chưa thấy đau đâu, nửa canh giờ sau mới đau thật. Uy Trì trước trước nghe thế tái mặt, thiếp không muốn sống nữa. Thiết Tâm Nguyên nói rất chuẩn xác, dù có đá lạnh trườm ra, một tuần hương sau dây thần kinh phục hồi, Thiết Tâm Nguyên được hai thị nữ dìu cố đi lại cho tan máu bầm. Uy Trì trước trước nằm sấp trên giường khóc ầm ĩ. Ba ngày sau, Uy Trì trước trước vẫn nằm trên giường lau nước mắt, Thiết Tâm Nguyên đã có thể đi khắp nơi. Lão mẫu và lão bà đưa hai đứa con về, mông có đau, Thiết Tâm Nguyên vẫn cười như Phật Di Lặc. Vương Nhu Hoa trừng mắt với nhi tử một cái, giao Tiểu Thiết Nhạc cho y, Thiết Nhạc nhìn một cái đã khiến người ta thích hơn Thiết Hỷ rồi. Thiết Hỷ nhìn thấy y thì ra sức trốn sau lưng mẹ, còn Thiết Nhạc tóm lấy môi cha, há cái mồm không răng cười chảy cả một đống dãi. Thiết Tâm Nguyên kéo Thiết Hỷ từ sau lưng mẫu thân nó ra, mỗi tay bế một cái, cười ha hả đi về tẩm cung. Quãng đường trăm bước, Triệu Uyển đi đằng sau cứ nhè mông Thiết Tâm Nguyên đá chục cái. Hồ ly bò trong ổ ra, bị ngưỡng cửa quá cao chặn lại, ngửa cổ gọi Vương Nhu Hoa, cưa ngưỡng cửa đi. Vương Nhu Hoa ra lệnh cho thị nữ, bế hồ ly lên, giọng xót xa, làm sao gầy thành thế này rồi. Thiết Tiểu Muội đứng bên cửa thi lễ nói, mẹ, giờ hồ ly chỉ ăn được chút sữa trâu, thi thoảng ăn thịt ninh như xé nhỏ. Vương Nhu Hoa vuốt ve hồ ly một hồi, quay sang phất tay, về đi, kệ các ngươi làm gì thì làm, khỏi nhìn cho bực mình. Mẹ đường xa, nên nghỉ sớm ạ. Thiết Tâm Nguyên nói xong bế nhi tử về tinh xá, Thiết Hỷ rời cáp mật khi còn chưa biết bỏ. Vì thế chẳng còn nhớ gì nữa, mở to mắt nhìn xung quanh, thấy cái gì cũng mới mẻ. Tinh xá là nơi ở Triệu Uyển thích nhất, lần trước Vương Tiệm và Thích Khách đánh nhau làm hỏng không ít, nàng rơi vào hang sói ở,
sau đó tới Đại Tống, chưa quay về, lúc này vừa vào nhà đã hít hít khắp nơi như hồ ly. Một lúc sau hài lòng nói, tốt, nơi này không có mùi hồ ly tinh. Thiết Tâm Nguyên giao hai đứa con đi đường mệt mỏi nên ngáp dài ngáp ngắn cho thị nữ, ôm vai Triệu Uyển, uy nghi của trưởng công chúa ở Đông Kinh, vi phu ở chốn xa xôi cũng nghe thấy. Triệu Uyển dựa lưng vào lòng Thiết Tâm Nguyên, biết chàng sẽ không bao giờ chịu thiệt mà. Thiết Tâm Nguyên cười bế nàng lên, đi vào ao đã dẫn đầy nước nóng. Cho dù sinh hai đứa con, Triệu Uyển còn rất trẻ, vì thế thân thể khôi phục rất nhanh, chỉ đầy đặn hơn hồi thiếu nữ một chút, xuống ao nước như mỹ nhân ngư, Thiết Tâm Nguyên ở bên bờ đợi. Phu quân sao không xuống cùng thiếp, biết rồi còn hỏi. Thiết Tâm Nguyên cười khổ, mong không còn cách gặp ai nữa rồi, tạm thời vẫn phải tránh nước. Còn con hồ ly tinh thế nào? Thảm hơn nhiều, sáng nay vẫn chưa rời giường được. Triệu Uyển hài lòng vốc nước lên người kỳ cọ bụi đất trên thân thể, thiếp dù sao cũng cần một nơi lập uy. Không chà đạp à nữa, thiếp là vương hậu, tôn nghiêm không thể tùy ý vứt bỏ, cũng phải giữ cho phu quân chút thể diện. Thiết Tâm Nguyên thầm thở phào, thế là tạm qua rồi, chuyện không thể thay đổi, Triệu Uyển là nữ nhân thông minh sẽ không làm quá căng. Nhưng chắc chắn nàng sẽ nắm lấy cái thóp này thi thoảng lấy ra giày vò hai bọn họ. Sáng hôm sau Thiết Tâm Nguyên rời giường, vô cùng mệt mỏi. Đừng hiểu lầm không phải vì chuyện đó. Triệu Uyển rất chu đáo, khéo léo từ chối trưởng phu, nàng cho rằng người trong thời gian dưỡng thương không nên suy nghĩ linh tinh. Nhưng khi còn nhỏ vì luôn có cảm giác thiếu an toàn, cái tướng ngủ của nàng vô cùng ác liệt. Một cái giường lớn cũng chẳng đủ. Vương Nhu Hoa không bao giờ cho Triệu Uyển ngủ với hai đứa con. Khi ôm chăn, ngủ Triệu Uyển theo thói quen gác chân lên rồi đạp. Nếu ngủ đối diện với nhau thì phía trước gặp nguy, còn quay lưng lại thì cái mông đầy thương tích gặp họa. Bị nàng đá thức dậy, đắp lại chăn cho Triệu Uyển, Thiết Tâm Nguyên khẽ khàng rời giường, hai đứa bé ngủ ra ngoài. Đứa lớn đứa nhỏ đều ngủ rất ngoan, mama trông coi thấy Thiết Tâm Nguyên đi vào liền biết ý lui ra. Ánh sáng ban mai soi sáng căn phòng u ám, Thiết Tâm Nguyên ngồi giữa hai cái nôi, lúc nhìn đại nhi tử, lúc nhìn tiểu nhi tử, hạnh phúc đến quên cả mệt mỏi. Cả hai đứa có lông mi dài và đậm, lúc ngủ trông như bàn chải, hơi cong tự nhiên. Thiết Nhạc bỗng nhiên thức dậy, mở mắt ra không thấy mẹ là ngoạc miệng khóc ngon lành. Thiết Tâm Nguyên bế nó lên, Thiết Nhạc rúc vào lòng y một lúc, sau đó khóc càng to. Triệu Uyển mắt lim dim từ gian trong đi ra, trên người mặc chiếc áo ngủ lụa, vẫn chưa tỉnh ngủ, cứ vậy đón lấy nhi tử, vạch vạt áo ra. Thiết Nhạc ngửi thấy hơi sữa tìm đúng chỗ mút chùn chụt. Nữ nhân cho con bú xinh đẹp và thần thánh. Đại nhi tử cũng dậy rồi, đứng trong nồi đái ra ngoài, Thiết Tâm Nguyên không kịp lấy chậu, rất ngu ngốc lấy tay ra hứng. Rất khỏe, cả vốc tay không hết, nước con phun lên người cha nó. Đái xong thằng tiểu tử thối nằm vật xuống ngủ luôn, không cho y cơ hội cũng thể hiện tình cha vĩ đại, Triệu Uyển cười khúc khích đắc ý lắm. Trượng phu yêu cầu rất cao về sự sạch sẽ vậy mà dùng tay hứng nước đái cho con, đổ đi rồi còn hết sức tự nhiên chùi tay lên áo đi đáp lại chăn, nụ cười càng thêm kiêu ngạo. Khoảnh khắc đó nàng ý thức được, trượng phu vẫn là của mình, không ai cướp đi được. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 953, Đám Nhà Quê Đại Tống. Lúc ăn sáng Úy Trì Trước tới, mặc trang phục vương phi long trọng, Triệu Uyển chẳng thèm nhìn Úy Trì Trước thi lễ, quay đầu nói với Thiết Tâm Nguyên, nạp thiếp là nạp sắc, xét điểm này, cô ta coi như hợp cách. Thiết Tâm Nguyên không hiểu vì sao hôm qua Úy Trì Trước còn thoi thóp nằm trên giường. Hôm nay đã dung nhan dạng người như thế, dù sao chuyện cần làm y đã làm rồi, bây giờ chiến trường của hai nàng, y định làm đào binh. Ném cho Úy Trì Trước một ánh mắt bảo trọng, Thiết Tâm Nguyên bế Thiết Hỉ lên, hai cha con hướng về phía ánh mặt trời, đi xử lý quốc sự. Yếu nghĩa của xử lý quốc sự nằm ở chỗ náo nhiệt, đẹp mắt. Nhất là một con sơn dương đuôi trắng và một con sơn dương toàn thân đen xì dùng sừng húc nhau tưng bừng chính là cao trào của quốc sự. Thiết Hỉ túm tóc cha, la hét cổ vũ sơn dương, thằng quỷ sứ còn tóm tóc mai, Thiết Tâm Nguyên đau chảy nước mắt, đặt nhi tử lên lưng Mã Vương, nó không sợ bị nhổ lông. Nói ra thì cha con Mã Vương cũng trùng phùng, con vỗ mông sau hơn một năm gặp lại cũng phồng phao lên nhiều, tuy không cao lớn bằng cha, song có đường nét của bảo mã.
Mã Vương đối xử với con mình chẳng cương chiều như Thiết Tâm Nguyên, nó thậm chí còn đá cho một phát làm vỗ mông chỉ dám theo đằng xa. Hồ ly là con khốn kiếp, khi mẹ chưa về thì nó suốt ngày nằm trong giỏ như sắp chết tới nơi, vừa thấy mẹ là nó chạy tới quấn lấy bên chân, rất khỏe khoắn. Tổ mẫu, Thiết Hỷ vươn hai tay về phía Vương Nhu Hoa gọi, Thiết Tâm Nguyên vội giữ lấy, tránh nó rơi khỏi lưng ngựa. Vương Nhu Hoa bây giờ trong mắt chỉ có tôn tử, còn nhi tử, chẳng thèm nhìn một cái, lạnh nhạt nói, con đi lo chính vụ của mình đi. Thế là Trương Ma Ma dẫn đám nanh vuốt tháp tùng Thái Hậu ra hậu sơn, để lại Thiết Tâm Nguyên đứng một mình trên con đường nhỏ, tới ngay cả đám thị vệ cũng biết khôn tránh đại vương thật xa. Một thân một mình, lùi thủi tới phòng Úy Chỉ Văn, chẳng nói chẳng rằng nằm xuống giường ngủ luôn, lúc này y đặc biệt không, muốn về nhà. Hôm nay phủ thành chủ sẽ xảy ra chuyện gì Úy Chỉ Văn biết rất rõ, vì thế thấy bộ dạng dầu dĩ của đại vương, hắn cực lo tỉ tỉ liệu có lành lặn được hay không. Vốn vừa có hơn 300 tên nhà quê đại tống tới dịch quán ở, theo kinh nghiệm thì thương cổ trên phố sẽ phát tài lớn. Úy Chỉ Văn định ra phố xem đám nhà quê này ra phố điên cuồng mua sắm bị xà xẻo ra sao, giờ đại vương tới chỗ mình ngủ, hắn chẳng đi được nữa rồi. Cạc cạc đang thu dọn bàn cờ, xem ra giờ học đã kết thúc, A Đại cùng hắn nói cười đi tới quảng trường thác nước, đoán chừng cũng đi xem đám sĩ tử nhà quê bêu mặt. Cảnh trí ở Thanh Hương Thành khiến người ta say sưa bàn luận trong nhiều, trong đó chứ danh nhất phải kể đến đám nhà quê người Tống mua sắm. Phàm là người Tống tới Thanh Hương Thành, lần đầu tiên ra phố không tiêu tới đồng cuối cùng không thôi. Lần này liền một lúc tới cả nghìn người, trong đó 300 tên thế gia tử lắm tiền, 600 công tượng lành nghề được dùng lương cao mời tới, cảnh tượng nhất định càng náo nhiệt. Tiếng ngáy của Thiết Tâm Nguyên rất đều đặn, làm trời chưa tới trưa mà Úy Chỉ Văn đã ngủ gà ngủ gật, thế là đẩy luôn sách ra, nằm xuống bàn, hưởng thụ ánh nắng ấm áp ngủ luôn. Úy Chỉ Văn đi theo Thiết Tâm Nguyên rất lâu, đến cả đồng hồ sinh học đôi khi cũng giống nhau. Khi Thiết Tâm Nguyên thấy đói bụng muốn ăn cơm thì đúng lúc Úy Chỉ Văn lau sạch nước dãi trên bàn. Đại vương, Hoắc tướng quốc có ý để Âu Dương Phát làm thái thú Ba Lý Khôn Thành vừa xây. Thiết Tâm Nguyên gật đầu, ta đã xem phương châm chấp chính của hắn, khả năng thao tác cao, các phương diện đều có cân nhắc chu đáo, hẳn không có vấn đề. Còn gì nữa không? Úy Chỉ Văn ngần ngừ, đại vương nay đại tướng trông coi hai cánh cửa Nam Bắc của các mật ta là Lãnh Bình và Vương Trụ, đều là người Tống. Các mật muốn chính quy hóa quân sự phải dùng hai người này, bọn họ có kinh nghiệm từ quan quân cấp thấp đi lên, đây là điều đám Lý Xảo, Mạnh Nguyên Trực còn thiếu. Qua 2 năm nữa bọn họ chuyển sang Hồ Dương Thành và Lâu Lan Thành. Úy Chỉ Văn muốn hỏi những điều này lâu rồi, hắn có thói quen tiếp xúc với mọi cơ mật của các mật, giờ rời xa vòng tròn đó, nhiều chuyện không nắm rõ làm hắn bất an. Hai người đều không vui, chẳng mấy chốc hết đề tài, Úy Chỉ Văn đánh miệng về phía phủ thành chủ. Thiết Tâm Nguyên ngây ngốc nói, có trời mới biết. Nói xong đứng dậy, đi ra tới cửa mới nhờ ra là chẳng biết đi đâu. Úy Chỉ Văn rất hiểu đại vương, kiến nghị ngay, đại vương, chúng ta đi xem người Tống mua sắm đi, xem có ai phá vỡ kỷ lục không. Thiết Tâm Nguyên gật đầu, dù sao chỉ cần không về nhà, không đi xử lý vụ giám thối thì đi đâu cũng được. Ông trời rất công bằng, cho ngươi thứ này sẽ lấy của ngươi thứ khác. Người cái gì cũng muốn, không chịu từ bỏ bất kỳ cái gì thì cuối cùng sẽ chẳng có được gì cả, đó đã là chân lý. Thiết Tâm Nguyên nói với ông trời, y muốn hai lão bà, ông trời cho y hai lão bà, sau đó khiến ngôi nhà hạnh phúc của y trở nên hỗn loạn. Nhìn người Tống mua sắm cả một buổi chiều, Thiết Tâm Nguyên cực kỳ thỏa mãn. Đám nhà quê đó cứ thi thoảng lại phát ra những tiếng hô kinh ngạc, sau đó lao vào tranh nhau mua như ăn cướp. Với họ mà nói một viên mã não tuy màu sắc hơi tạp một chút nhưng nặng 20 cân mà bán với giá 20 quan tiền khác gì bằng tặng miễn phí. Cái đám dã nhân chẳng hiểu biết đem ngọc thạch chất đống lên bán như bán rau uổng phí của trời. Thủy tinh thạch ở Đông Kinh giá trên trời, ở đây chịu khó ngồi bới đống đá một lúc là có, chỉ tốn 500 đồng, tất cả đồng giá. Đó là quá trình cả hai bên đều coi nhau là đồ ngốc. Người cáp mật cho rằng thứ đá mà tùy tiện nhặt trong sa mạc bán với giá của một con trâu, đá màu vớt dưới sông lên bán được với số bạc bằng trọng lượng, chỉ kẻ ngu mới mua. Còn những người dùng vài đồng tiền mua được thứ quý giá mà ở Đông Kinh chẳng dám nhìn thì thấp thỏm. Thấy mình dùng kiến thức hơn người đi lừa một đám quỷ nghèo không có vải mà mặc, phải quấn da thú trên người cũng hơi tội lỗi.
Người cáp mật thật thà sau khi đối phương trả tiền không đành lòng còn vơ đống đá dúi vào lòng coi như tặng thêm, còn người tống có thêm nhận thức về sự ngu xuẩn của Manji. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại Thư viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 954, Thế chân vạc mới vững. Thực muốn mua hết ngựa ở nơi này mang về. Một sĩ tử bê bát cơm lớn hồi lâu không ăn, ánh mắt ôn nhu nhìn chiến mã trắng muốt mới mua buộc ở cửa quán. Tử thư huynh nói câu ấy sai rồi, theo tiểu đệ thấy, đồ ra nơi này mới đáng ra tay. Người đối diện vừa nói vừa vuốt ve cái roi dùng những sợi da trâu nhỏ bện chặt với nhau mà thành, tán thưởng không thôi, chưa hết xem túi sách da trâu này. Vừa nhẹ vừa chống nước, đựng sách vở đồ đạc quá thoải mái, nghĩ lại trước kia chúng ta đeo giá sách trúc trên lưng thật hổ thẹn. Một tên thế tử khác ngẩng đầu lên trời cảm khái, khi tới Cáp Mật Thành ta nghĩ, nếu Thanh Hương Thành mà được như thế thì ta đồng ý ở lại Cáp Mật làm quan. Tới được Đại Thạch Thành đang xây dựng, nhìn quy mô hoành tráng của nó, ta lại nghĩ, làm quan ở đây hơn cả Thanh Đường Thành chục lần. Đi hết mấy trăm dặm sa mạc hoang vu tới ngoài Sa Thạch Thành thấy cỏ cây tươi tốt, nước sông cuồn cuộn. Cả tòa thành xây dựng trong núi hùng vĩ tráng lệ, ta thấy tìm được chỗ để sống lâu dài ở Tây Vực chính là đây rồi. Thế rồi tới Thanh Hương Thành, ngửi mùi hương thơm thoang thoảng trong gió, phố xá nhộp nhịp mà trật tự sạch sẽ, thiếu nữ dị vực xinh đẹp phóng khoáng, bách nghiệp hương thịnh, các vị, huynh đệ, nói một câu không nên, nhìn nơi này ta bỗng thấy Đông Kinh không phải chỗ đáng sống. Mọi người gật gù tỏ vẻ đồng cảm, Cáp Mật thực sự vượt quá mọi kỳ vọng của họ. Đó là quán ăn không lớn ở Thanh Hương Thành, do chủng tộc phức tạp trong thành, nên phục vụ đủ thứ, muốn trà bánh cũng có, muốn rượu thịt trâu cũng được, thịt dê rượu sữa ngựa cũng chiều, thế nhưng chưa bao giờ đông đúc như hôm nay. Gần 20 người tống gần như chiếm hết không gian quán. Một sĩ tử bùi ngùi, sáng nay ăn sáng ở hiệu bánh canh Thất Ca, nước dùng ở đó thơm ngọt hơn cả cửa hiệu ở Đông Kinh. Tử thư huynh mỉm cười, Ngọc Các huynh nói vậy là chưa biết rồi. Hiệu bánh canh Thất Ca vốn chính là năm xưa Thái hậu Cáp Mật vì nuôi dưỡng Cáp Mật Vương mà mở ra. Theo lý mà nói thì cửa hiệu ở Đông Kinh mới là chính tông, nhưng hiệu bánh canh Thất Ca ở Cáp Mật thực sự là hiệu chính. Té ra là thế, đa tạ tử thư huynh chỉ điểm. Ngọc Các huynh đang chắp tay nói, đột nhiên nhớ ra điều gì, phẫn nộ vỗ bàn, người Đông Kinh xúc phạm Âu Dương tiên sinh. Nói tiên sinh ra sức thổi phồng tạo thế cho Cáp Mật là có ý đồ bất chính. Đâu biết từng từ tiên sinh nói đều là sự thực. Ta nghe nói Cáp Mật Thành cách đây 200 dặm mới thực sự là tòa thành lớn nhất Cáp Mật, thậm chí lớn nhất Tây Vực, nghỉ ngơi thêm 2 ngày, chúng ta nên chăng đi một chuyến. Mọi người thảo luận nhiệt liệt, Thiết Tâm Nguyên và Úy Trì Văn ở bên ăn đậu phụ muối cũng ngon lành, nghe người ta tán thưởng quốc gia của mình, còn sướng khoái hơn cao lương mỹ vị. Nhìn đám sĩ tử thảo luận xong kế hoạch, đeo ba lô lên lưng, rầm rộ rời cửa hiệu, tiếp tục đi tiêu tiền. Thiết Tâm Nguyên thấy đám sĩ tử này hẳn là sẽ ở lại Cáp Mật không đi nữa. Khi sắc trời đã tối, Thiết Tâm Nguyên ăn no căng bụng, y lo về nhà không có cái ăn. Giáng chiều đỏ rực trời rồi, chim cũng đang bay về. Rừng, đường xa vắng người hơn, nhưng từng căn nhà lại rộn ràng náo nhiệt, khói bếp lượn lờ, Thiết Tâm Nguyên ủ rũ cáo biệt Úy Trì Văn về nhà. Không ngờ Triệu Uyển và Úy Trì trước ngồi bên bàn, châu đầu ghé tai không biết bàn tính cái gì. Thằng ngốc Thiết Hỉ ngồi dưới bàn, miệng ngậm cuốn sách. Thiết Tâm Nguyên vội vàng chạy tới móc miệng nhi tử moi cục giấy ra, cực kỳ bất mãn với hai nữ nhân kia, chậm thêm chút nữa thôi thì nó nuốt vào thay cơm rồi. Như vậy xem ra nhuộm len dạ đúng là vấn đề lớn, may mà lần này ta mang nhiều công tượng tay nghề ở Đông Kinh tới, có cả đại tượng xưởng nhuộm, họ sẽ giải quyết được. Úy Trì trước ngưỡng mộ nói, tiểu muội đau đầu suốt mấy tháng trời không giải quyết được, vậy mà với tỷ tỷ lại dễ như trở bàn tay. Triệu Uyển rộng lượng nói, không cần tự hạ thấp mình, hoàng tộc Phu Điền cũng có trăm năm lịch sử, vinh diệu vô ngần, nhà ta chỉ có phu quân xuất thân tiểu hộ. Thiết Tâm Nguyên rất muốn lôi cả hai quý phụ này lên giường diễn vở nông dân khởi nghĩa một phen, chỉ là nhi tử ở đây không tiện ra tay, cũng không muốn nghe hai nữ nhân đó tỷ tỷ muội muội trướng tai, bế nhi tử ra ngoài. Cáp Mật vào tháng tư khí hậu dễ chịu, cây hòe ở góc tường đưa hương thời, nhạt như lan xa, Thiết Hỉ chơi mệt nằm trong lòng cha ngủ say, Thiết Tâm Nguyên lại chẳng muốn vào nhà. Sao lại ngồi ngoài này? Triệu Uyển đi ra hỏi, thấy hai nàng nói chuyện say sưa như thế, ta không muốn quấy rầy.
Triệu Uyển vén váy lên ngồi xuống ngưỡng cửa cùng trưởng phu. Phụ hoàng nàng xử lý chuyện này thế nào? Triệu Uyển nghĩ một lúc thở dài, người sẽ kiếm một nữ nhân khác. Cao Kiến, không hổ danh là hoàng đế Đại Tống, các ngươi thích ghen tuông chứ gì, ta đi tìm nữ nhân khác. Thiết Tâm Nguyên sáng mắt lên, chẳng phải thế chân vạc mới vững à? Nếu thế trạch mã. Đang mơ giữa ban ngày, Thiết Tâm Nguyên chợt thấy tai đau nhói, đưa lên xoa. Ái, sao lại nhéo ta? Triệu Uyển hừ một tiếng, tạm thời cứ thế đã, chàng phải làm quen, không cho phép không vui là lại chạy ra ngoài cả ngày. Chạy đâu, ta xử lý quốc chính. Phu thê lâu năm tự có phong vị riêng, tuy không mãnh liệt như lúc tân hôn, nhưng càng thêm ăn ý. Vì thế mà quá trình phức tạp hơn phu phụ tân hôn, càng tốn sức hơn, vì kéo dài vui sướng mà không từ thủ đoạn. Đôi nam nữ mồ hôi đầm đĩa ngã xuống giường, chẳng ai muốn nói gì, mái tóc dài của Triệu Uyển che phủ lên mặt Thiết Tâm Nguyên, nhìn xuyên qua đó, thế giới như tan nát. Lỗ lớn rồi, Triệu Uyển lẩm bẩm, không biết là có ý gì. Thời gian chính là thứ thuốc tốt nhất trên thế giới, khi trời sáng thiết ra vui vẻ hài hòa. Uy Chi trước quỳ dưới đất dâng trà cho Vương Nhu Hoa, Vương Nhu Hoa tuy hơi lãnh đạm một chút song vẫn uống cạn. Lại hai tay dâng trà lên Triệu Uyển, gọi một tiếng tỉ tỉ, được Triệu Uyển tặng cho một chiếc châm vàng. Cảnh tượng rất êm ấm. Đều là người thông minh, tự hiểu làm mọi chuyện ầm ĩ chẳng có lợi cho ai, song đấu tranh chẳng bao giờ thiếu được. Chí ít thì không khiến Thiết Tâm Nguyên có nhà mà không muốn về nữa. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 955, Con đường tơ lụa. Vương Nhu Hoa hôm nay mở đại tiệc chiêu đãi toàn bộ quý phụ của Cáp Mật, Triệu Uyển cũng muốn nhân cơ hội này định ra đẳng cấp thân phận. Uy Trì trước muốn thu hút thêm lượng lớn cổ đông cho sản nghiệp len dạ cùng phát tài, vì thế phủ thành chủ không có chỗ cho Thiết Tâm Nguyên. Đám sĩ tử thế gia từ Đại Tống bay tới tướng quốc phủ bái kiến Hoắc Hiền, phải qua khảo hạch mới cân nhắc quan chức của họ. Đây là đại điển chọn hiền tài đầu tiên của Cáp Mật, Lưu Phân cho rằng tác dụng của Thiết Tâm Nguyên trong việc này không lớn, y chỉ cần phát lương cho người được, chọn là được. Thế là giữa lúc Cáp Mật bận rộn, Thiết Tâm Nguyên thành phế vật không có gì làm, nghĩ một lúc y quyết định đi tìm đồng tử. Đồng tử sống rất hạnh phúc, chỉ cần nhìn thôi là thấy rồi, dù mặt dính đầy mực, vẫn cực kỳ phấn chấn, chắc là nữ nhân ba tư kia cho hắn động lực mới để tiến lên. Tôn Dương chính điếm tuyển được cao thủ nấu rượu, dày công nấu ra lê hoa bạch thơm thuần, có thể làm say toàn thành. Đó là tờ rơi quảng cáo của Tôn Dương chính điếm. Rượu nếp Trương Hoa Mã đệ nhất Thanh Hương Thành, đại vương cũng khen ngon. Bên trên tờ giấy này vẽ một bát rượu nếp, rất sinh động. Thiết Tâm Nguyên không nhớ ra mình quen tên Trương Hoa Mã này, mai đi tìm, ăn không ngon sẽ đập cửa hiệu nhà hắn. Xưởng in của đồng tử làm ăn rất tốt, mở cửa chưa bao lâu đã có hơn 10 cửa hiệu tới tìm hắn in quảng cáo. Người có thể bỏ tiền in quảng cáo đều là cửa hiệu cao cấp. Khách hàng cũng là quần thể trí thức biết chữ, ví như sĩ tử mới từ Đại Tống tới. Thiết Tâm Nguyên hồi nhỏ cũng từng giúp đồng tử in chữ, làm quen lại rất nhanh, in xong quảng cáo hỏi, nữ nhân kia đâu rồi? Đồng tử múc gầu nước uống, đi rồi. À, đi rồi, nàng ấy muốn ta mỗi tháng cấp cho nàng 10 quan tiền mới ở lại bên ta không trả nổi, thế là nàng đi luôn. Dứt khoát thế sao? Chuyện này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Thiết Tâm Nguyên. Hách Tư Đề Á dung mạo bình thường, nên Thiết Tâm Nguyên chẳng có ấn tượng gì với nàng, y ngạc nhiên vì sự dứt khoát của đồng tử hơn, ngươi không giữ lại à? Vì sao phải giữ? Chẳng phải ngươi thích nàng sao? Vậy cũng không thể cản trở người ta kiếm tiền, thanh xuân của nữ nhân được vài năm, nếu không tranh thủ thời gian này kiếm đủ tiền thì nửa đời sau sống bằng gì? Thiết Tâm Nguyên cứng họng, muốn phản bác ra mà không biết từ đâu, đây là tiêu chuẩn tư tưởng Tây Vực. Không ngờ đồng tử học nhanh như thế, chợt nhận ra mọi người đều làm việc theo quy luật xã hội, chỉ y là dị loại. Triệu Uyển cho rằng mình là vương hậu, ức hiếp Uy Trì trước là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Uy Trì trước cũng cho rằng mình đáng bị ức hiếp, điều duy nhất có thể làm là thông qua các loại thủ đoạn để giảm thiểu tổn thất. Cho nên mẹ mới cho rằng đánh một trận là được, nhi tử chẳng nợ hai nhi tức phụ cái gì, nhi tử đương nhiên phải làm đại gia. Được hai nữ nhân cung kính, giờ nhi tử lại vì thế mà tự thấy có lỗi, là thứ vô dụng, tất nhiên là mặt nặng mày nhẹ với y. Đồng tử thấy Thiết Tâm Nguyên không ngừng dùng tay đấm đầu,
còn tưởng y không vui. Hách Tư Đề Á đi theo một thợ ra, ta cũng không biết đi đâu. Thiết Tâm Nguyên ôm Đồng Tử một cái, ngươi làm rất đúng, là ta sai, sai lớn. Trên đường về phủ thành chủ, Thiết Tâm Nguyên hối hận không thôi, dùng tính cách đỏng đảnh của nữ nhân đời sau mà suy đoán hành vi của hai nàng đúng là ngu. Bao năm qua chỉ quen chiều chuộng, yêu thương Triệu Uyển, quên mất nàng là nữ nhân lớn lên trong cái ổ chủ nghĩa phong kiến. Chỉ cần mình lờ hai nàng đi, dưới sức ép xã hội lễ giáo, họ sẽ tự tìm được cách chung sống, chính mình mới là người khiến mọi chuyện phức tạp. Vừa mới về tới cửa, nhìn thấy xe ngựa nghìn nghịt, Oanh Yến díu dít, y quay đầu đi luôn, ở nhà lúc này y ở phe thiểu số tuyệt đối. Tướng quốc phủ cũng tấp nập, tin sứ, tư lại, quan viên ra vào như phố chợ, Thiết Tâm Nguyên không đi theo cửa chính. Ra hậu môn, tiến vào vườn hoa nhỏ, hoa nghênh xuân nở rất đẹp, cánh hoa vàng tầng tầng lớp lớp che kín thân cây thấp lè tè. Hoắc Hiền là người sống đơn giản, một ấm trà, hai món bánh điểm tâm thôi cũng đủ làm ông ta hài lòng rồi, thấy Thiết Tâm Nguyên tới liền pha ấm trà nóng mời đại vương. Bánh đào cho nhiều mỡ lợn quá, xốp, nhưng ấy, Thiết Tâm Nguyên ăn một cái rồi thôi, trà thì không tệ, nước, trà vàng vàng, nhìn đã thấy thơm. Hoắc Hiền bọng mắt to tướng, khi mắt mở ra như cá vàng, song vẫn sắc bén, chậm rãi uống trà. Khi hít hết hương thơm của chén trà mới đặt xuống, thương đạo tới La Mã Thành khả năng cao sẽ được đả thông, chúng ta có thể thở phào rồi. Thể diện của Adan và Ai Toa lớn thật. Thiết Tâm Nguyên đem hết trọng lượng của mình lên ghế, thể thân thể nghỉ ngơi tối đa, con đường tơ lụa đã bị cắt đứt 300 năm rồi. Không phải vì hai bên không có nhu cầu giao dịch, mà vì thương đạo này chiến loạn không dứt, đạo tặc như rươi, khiến người ta phải từ bỏ. Thêm vào người Ả Rập và người Tống đồng thời khai thác con đường tơ lụa trên biển, dưới năng lực vận tải lớn và tiêu hao ít trên đường, càng làm người ta lãng quên thương đạo từng phồn hoa. Không có con đường tơ lụa, các quốc gia ở Hà Trung, Tây Vực dần đi xuống, khiến cho sử sách ghi chép lại về nơi này thường chỉ có vài chữ, mà còn là suy đoán. Dẫn tới đời sau các quốc gia ở Hà Trung muốn nghiên cứu lịch sử quốc gia, tư liệu duy nhất vẫn là hơn 2.000 chữ trong Hán thư. Khi Cáp Mật chiến tranh với Khiết Đan, Tây Hạ, Adan tấn công Thiên Trúc, mang về vô số chiến lợi phẩm, song lại chẳng thể chuyển hóa thành tài phú. Vì thế Ai Toa phái sứ giả tới chỗ phụ thân nàng, hy vọng mượn sức ông ta mở đường hành hương. Đồng thời uy hiếp người Bách Bách mở thương đạo về phía Tây, thực tế đường hành hương cũng thói quen dùng như thương đạo. Không ngờ kế hoạch to lớn của nữ nhân đó lại thành công, các quốc gia nội địa phương Tây rất muốn giao dịch với thương nhân phương Đông vì đám thương nhân uy ni tử đang lũng đoạn thị trường. Bái Chiêm Đình và Tắc Nhĩ Trụ không tiếp nhận tập đoàn lợi ích do hải tặc và hung đồ ở Uy Nhi Tư tạo thành, cũng tích cực tìm kiếm thương đạo khác, vì thế kế hoạch của Ai Toa được đa số quốc gia có con đường tơ lụa cũ đi, qua tán đồng. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ Hai tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 956, Gia Sự Quốc Sự 1. Đại vương có định hội diện vương hậu Ai Toa không? Đi gặp oan gia cũng tốt, nhưng không thể tới Bát Lạt Sa Cổn, chọn một nơi giữa hai quốc gia, ước định nhân số rồi gặp nhau. Thiết Tâm Nguyên cho rằng mình hiểu phần nào con người Ai Toa khi nữ nhân này tỏ ra hứng thú với một sự việc. Sự cố chấp và kiên định khiến nhiều nam nhân phải hổ thẹn. Hoắc Hiền suy nghĩ một lúc rồi nói, thần thấy Yên Kỳ là nơi không tệ, hồ Bác Tư Đằng sắp khô hạn. Yên Kỳ và Quy Tư đang dần đi xuống, bách tính nơi đó dần chuyển về phía đông, vùng đất hoang vu đó thích hợp cho một cuộc hội diện. Thiết Tâm Nguyên gật đầu, chuyện này để Hoắc Hiền an bài là được, phải nối liền với thương đạo cổ đại Tống mới trở thành thương đạo thực sự. Nói về sức sản xuất cùng tài nguyên phong phú, chúng ta không bằng được nơi đó. Chỉ e bọn họ sẽ đánh thuế nặng với hàng hóa của chúng ta. Không sao, họ đánh thuế nặng thì chúng ta bán đồ đắt. Ai Toa đã khổ công gây dựng thương đạo này sẽ không vì chút va chạm nhỏ mà ảnh hưởng tới nó. Coi như đã xác định tính chất sự kiện này, Hoắc Hiền nói tiếp, đại vương, Ai Toa sinh cho Adan vương một nữ nhi. Ồ, có chắc là con Adan không? Chẳng phải hắn viễn chinh Thiên Trúc? Hoắc Hiền nhíu mày nhắc, đại vương. Thiết Tâm Nguyên cười ngượng, e hèm, không nói nữa, dù sao cũng không liên quan tới ta. Vậy mà có đấy. Thiết Tâm Nguyên xua tay, ta thề, ta còn chưa chạm vào tay Ai Toa nữa là. Đại vương, ý tứ của khách Lạt Hãn là muốn thông hôn với Cáp Mật ta, đối tượng họ nhắm tới chính là nhị vương tử. Ra là vậy,
Đây chính là chỗ không hay lẫn không hay của gia quốc nhất thể. Đem nữ nhi đi thông hôn, bắt nhi tử cưới nữ nhân nước ngoài, bi thảm hơn một chút thì đưa nhi tử tới chỗ người ta làm con tin, đem lão bà hoàng hậu tặng cho người ta cũng không phải không có. Tóm lại mất mặt đến mấy cũng phải giữ được giang sơn. Với sự cường thế của các mật hiện giờ, Thiết Tâm Nguyên không ngại trong nhà có một tiểu nữ hài mang phong tình dị vực, nhất là nhìn dung mạo A Y Toa mà xét, đứa bé này cũng không thể kém. Nếu như Thiết Nhạc và tiểu cô nương này tương lai vừa mắt nhau, thích ra sao thì ra, y tối đa bỏ thêm tiền tổ chức hôn lễ, chỉ cần các mật và khách lạt hãn giữ hòa bình thì chẳng đáng là gì. Hy vọng nguyện vọng của mình có thể thực hiện, giờ xem A Đan và A Y Toa ra sao. A Đan không muốn. Không muốn nữ nhi bảo bối đẹp như thiên sứ của mình đi cưới tằng tiểu tử người Hán mắt đen tóc đen mũi tẹt mắt hí xấu xí. Thiết Tâm Nguyên tuy gầy gò một chút, nhưng tướng mạo còn được, ta chưa gặp Triệu Uyển, nghe Địch Y Tư kể thì đó là mỹ nhân vạn người chọn một, con của họ hẳn là không quá tệ. A Y Toa chơi đùa với khuê nữ bụ bẫm trong lòng, đây là cách tốt để hai nước hàn gắn quan hệ. Chúng ta mở ra con đường về phía Tây, các mật muốn mượn đường chúng ta khai thác con đường này sẽ không có nhiều lựa chọn. A Đan hừ một tiếng, không cần gả khuê nữ cho con của y. A Đan, chúng ta nếu muốn con đường này mang lại lợi ích lâu dài thì phải nối liền với thương đạo các mật, ta hy vọng thiên thần khiến chàng quên thù hận cũ. A Y Toa mềm mỏng nói, A Đan lắc đầu, ta thà bị thiêu trong lửa mạnh còn hơn. A Y Toa thở dài, người này đã làm tới đại vương mà chẳng có gì thay đổi, không biết đặt lợi chung lên trước thù riêng. Muốn ta bỏ qua thù hận này cũng được, đó là phải băm y thành vạn mảnh. A Đan đang nói hùng hổ bắt gặp ánh mắt thất vọng A Y Toa nghiến răng bổ. Sung, thương đàm giữa hai nước vẫn tiến hành, con đường này là sự đảm bảo cho khách lạt hãn phồn thịnh, không thể vì thù hận cá nhân mà tước đoạt hạnh phúc của con dân. Phải thế chứ, chàng sẽ là vị vương vĩ đại nhất của khách lạt hãn. A Y Toa vui vẻ hôn trán A Đan một cái. Mã Hi Mỗ sao rồi, hắn vẫn chưa khuất phục à? Hắn sùng bái thiên thần, sẽ không dễ dàng phản bội. A Đan đưa ngón tay lớn lướt qua gò má nữ nhi mà hắn tin chắc sau này sẽ là thiên sứ đẹp nhất. Nếu như con của chúng ta chưa ra đời, ta không sợ gì hết. Dù đối diện với thiên quân vạn mã, nhưng nàng nhìn xem, con chúng ta nhỏ bé như thế, dù gió sa mạc cũng có thể tổn thương tới làn da non mịn của nó, ta không dám để lại Mã Hi Mỗ. Chàng có thể yên tâm rồi, Mục Tân đã tới Khiết Đan, không thể làm hại chúng ta nữa. Nói tới Mục Tân, dù là A Y Toa cũng phải sợ, đi gặp Mã Hi Mỗ đi, dù thế nào cũng phải cho hắn một cơ hội. Dù là thiên thần cũng đã thấy sự trung thành của hắn, ám sát chúng ta là chuyện ngoài phạm vi năng lực của hắn rồi. A Đan gật đầu rời phòng ngủ, xuyên qua hành lang dài, dẫn vệ binh mặc khải giáp tới địa lao nằm trong núi, nơi này hắn học theo địa lao của các mật mà làm ra, Mã Hi Mỗ bị giam ở nơi này. Mã Hi Mỗ ho một tràng dài, gian nan dựa lưng vào tường đứng lên đối diện với A Đan. Mã Hi Mỗ, ngươi nên biết, nếu trên đời này có một người mà ta không muốn giết, thì đó là ngươi. Ta cảm kích những điều ngươi làm cho A Y Toa, cảm động vì sự trung thành của ngươi, nhưng nếu ngươi không cho ta một đáp án chuẩn xác, ta chỉ đành giết ngươi thôi. Mã Hi Mỗ gian nan ôm ngực thi lễ, A Đan vương, ta sắp chết rồi, cứ để cho ta tự chết, như thế ngài không cần áy náy. Thánh nữ cũng không cần nhỏ nước mắt chân quý vì ta. A Đan nhíu mày, trước kia, ở Cáp Mật, Thiết Tâm Nguyên biết ngươi là gian tế, vì sao không giết ngươi? Mã Hi Mỗ lại ho khù khụ, nhưng khuôn mặt xám xịt lại ảnh lên một vẻ hạnh phúc. Cáp Mật Vương là sư tử vĩ đại của sa mạc. Được làm bằng hữu kiêm kẻ địch của ngài ấy là vinh diệu tối cao của Mã Hi Mỗ này, dù ta chết đi, cũng sẽ thành truyền kỳ trên sa mạc. Nghe hắn ca ngợi Thiết Tâm Nguyên, A Đan rất khó chịu, ngươi có vẻ hưởng thụ sự thống khổ này lắm. Ít nhất ta có thể khẳng định, từ giờ tới khi chết ta vẫn khoan khoái. A Đan đi đi lại lại, xem chừng khó thay đổi được Mã Hi Mỗ, quát, người đâu, lập tức đưa kẻ này tới Cáp Mật. Mã Hi Mỗ giật mình, A Đan vương, ta sắp chết rồi, ngài còn muốn gì nữa? Cáp Mật vương cũng từng nói, nếu ta dám bước chân vào Cáp Mật quốc sẽ lấy đầu của ta. Ngươi dù có chết, cũng phải chết ở Cáp Mật. A Đan nói xong xoay người đi, Mã Hi Mỗ hỏi với theo, vì sao? Trưởng lão Trí Tuệ đã ra lệnh cho ngươi giết Thiết Tâm Nguyên, ta giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Mã Hi Mỗ từ từ trượt người xuống chân tường, lẩm bẩm, bây giờ mình còn giết ai được chứ?
Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Chương 957, Gia sự quốc sự 2. Khi Adan trở về thì Aitoa đã ngủ rồi, nghe thấy tiếng bước chân của hắn liền thức dậy. Adan về sớm hơn nàng nghĩ. Chàng giết mã Himo rồi à? Adan ngồi xuống lắc đầu, ta đưa tới chỗ Thiết Tâm Nguyên, ta muốn xem y đối diện thế nào với bằng hữu kiêm kẻ địch này. Aitoa nép mình vào lòng hắn, chàng chắc Thiết Tâm Nguyên để hắn vào cáp mật chứ. Adan nâng khuôn mặt kiều diễm của Aitoa lên, nơi mã Hi Mỗ phải dừng bước sẽ chính là địa điểm hai nước thương đàm. Bất kể Adan hay Aitoa, Triệu Uyển, Úy Chỉ Văn, Úy Chỉ Trước Trước, Cạc Cạc đều đang tiến bộ cùng thời đại. Chỉ có Thiết Tâm Nguyên như tảng đá giữa dòng nước, chẳng có gì thay đổi, tiến trình lịch sử với y mà nói chẳng có gì bất ngờ. Trừ đại nhi tử thích đạp nước và nhị nhi tử suốt ngày ngủ, bú sữa, đái dầm ra, thay đổi mà y tác động vào thế giới này không đáng nói. Con là chứng cứ sự tồn tại của cha. Thiết Tâm Nguyên bế Thiết Hỷ từ ao nước lên, nhìn đôi mắt đen láy của nó, trịnh trọng tuyên bố, Thiết Hỷ báo đáp lại bằng tiếng khóc váng tai, nó đang chơi vui. Khi con còn nhỏ không bao giờ khóc, Thiết Tâm Nguyên kiêu ngạo nói với mẹ, con bị nước lũ làm sợ ngốc người thôi. Vương Nhu Hoa ngồi trên giường vuốt ve hồ ly nói, Thiết Tâm Nguyên không hài lòng với phán đoán vô căn cứ của mẹ, nhưng chẳng thể nói gì, một đứa bé không khóc quấy mới là bất thường. Nhìn Triệu Uyển cẩn thận dùng khăn mềm lau nước trên người nhi tử, dùng khăn tay nho nhỏ bọc nhi tử lại. Cuối cùng không biết dùng vải gì lau khô đầu nó, trong quá trình đợi tóc khô tự nhiên còn cho nó một bát sữa chua. Người khác không nhớ chuyện bản thân khi còn nhỏ chứ y thì nhớ rõ lắm, mẹ chăm y đâu có tỉ mỉ như thế. Lúc tắm cho y thì bất kể lau chân hay lau đầu đều cùng một miếng vải, còn sữa chua, trước khi y có thể tự kiếm tiền thì chẳng biết nó là cái gì. Con hư tại mẹ. Thiết Tâm Nguyên nói bốn chữ này chua như giấm, con thiếp là thế tử, trời sinh ra đã cao quý. Triệu Uyển hừ một tiếng, liếc nhìn bà, thấy bà có vẻ không để ý, ngồi không ra ngồi, đứng không ra đứng còn có mặt mũi nói nhi tử. Ừ nàng thì hay rồi, khi ngủ với nàng, ta phải mặc khải giáp. Triệu Uyển tức thì mặt đỏ như gấc, đang muốn phản bác thì Vương Nhu Hoa nổi giận quát, ra ngoài cả đi. Hồ Ly kêu mấy tiếng, hai phu thê đành về nhi tử rời nơi ở của mẹ. Chàng không thích thiếp như xưa nữa rồi, có phải vì mới cưới một tiểu thiếp không? Triệu Uyển u oán nói, Thiết Tâm Nguyên mặt lạnh tanh, còn nói ta, khi chúng ta vừa mới thành thân. Trước khi ngủ nàng đều buộc chân lại tránh đá vào ta, bây giờ nàng không làm thế nữa, rõ ràng là cố ý. Ai bảo chàng không ôm thiếp ngủ nữa? Không ôm nàng ngủ là vì không muốn bị nàng đá xuống giường, mỗi sáng ngủ dậy đều đau lưng mỏi gối, ai cũng nghĩ chúng ta đêm đêm hoan ái, vì chuyện này ta bị Âu Dương tiên sinh khuyên răn không ít. Triệu Uyển đối lý liền đánh trống lảng, không nói chuyện này nữa, vì sao trong kho của thiếp thiếu 8 viên ngọc thạch? Cho tiểu lão làm trang sức rồi à? Nếu nàng có cơ hội gặp Aitoa sẽ thấy sợi dây chuyền trên cổ cô ta rất quen mắt. Gì, chẳng lẽ ngay cả Aitoa mà chàng cũng? Thiết Tâm Nguyên trừng mắt, trông ta giống kẻ háo sắc đến thế à? Cưới tiểu thiếp rồi còn nói mình thanh bạch. Triệu Uyển cảm thấy mình đã có được thần khí chiến thắng Thiết Tâm Nguyên, Thiết Tâm Nguyên cũng dự liệu được rồi, Triệu Uyển sống bao lâu thì cái chủ đề này cũng sẽ tồn tại bấy lâu. Phủ thành chủ cùng với sự trở về của Thái hậu, Vương hậu và hai vương tử mà trở nên náo nhiệt, những quý phụ ra vào mặc bộ trang phục mùa xuân đẹp nhất, đeo những thứ trang sức thể hiện thân phận của mình nhất, như con khổng tước xòe cánh khoe vẻ đẹp của mình với nhân gian. Giúp bọn họ giữ lại hình ảnh đẹp đẽ đó là Úy Chỉ Trước Trước, vì muốn có một bức tranh do Úy Chỉ Lôi vẽ quá khó khăn. Trừ lão bà của Mạnh Nguyên Trực thì không ai có tư cách mời ông ta vẽ cho, nên Úy Chỉ Trước Trước liền có cơ hội thể hiện thân thủ. Triệu Uyển về tiến hành một cuộc thanh tra kinh tế chưa từng có, trước khi sổ sách làm rõ, không ai được đụng chạm dù một xu trong kho. Thế là Úy Chỉ Trước Trước liền dùng tài hoa hội họa của mình kiếm ít bạc vụn mua son phấn. Thiết Tâm Nguyên và Triệu Uyển dọc đường đấu khẩu tới khô họng, xách ấm trà lên thấy bên trong trống không, trên bàn chẳng có thứ gì mà ăn, hết nước rồi. Úy Chỉ Trước Trước đang cầm bút tô tô vẽ vẽ đáp, đại vương đợi chút, thiếp vẽ xong tranh cho Ngô phu nhân, sẽ có 20 quan tiền công, khi đó mua rượu nếp cho ngài ăn. Thiết Tâm Nguyên chép miệng nằm xuống ghế, nhìn trần nhà, đúng là hai hòa thượng không có nước mà uống. Úy Chỉ Trước Trước xong nét bút cuối cùng,
đứng xa xa ngắm nghía tác phẩm của mình, hài lòng nói, đại phương xem, vóc dáng của Ngô gia phu nhân. Sắp bằng Thiết Tam Bách rồi. Úy Trì trước trước không chịu, lắc tay y, đặt trên triều đường thì là hình mẫu của quý phụ rồi. Thực sự hết tiền rồi à, tháng trước thì Sa tộc dâng lên 200 cân vàng cám, ta đưa nàng hết cơ mà. Thiếp dùng hết rồi. Hả? Giờ thiếp là tiểu thiếp lấy sắc lừa người, không tiêu tiền bừa bãi làm sao xứng với cái danh hồ ly tinh. Thiết Tâm Nguyên bóp chán, giỏi đi kiếm Uyển Nhi mà gây sự, đừng trút giận lên ta. Lão tử một ngày long nhan đại nộ trăm lần, dù đúc bằng thép cũng không chịu nổi. Rồi bực bội cầm miếng bánh cứng đờ ăn giờ trên bàn nhét vào mồm, Úy Trì trước trước cướp ngay lấy ném ra ngoài cửa sổ, vội vàng chạy đi, lát sau có ấm trà nóng và đĩa bánh tinh xảo đặt lên bàn. Tiếp tục vẽ tranh kiếm tiền, không thèm để ý tới y. Thiết Tâm Nguyên đau đầu, trong một khoảnh khắc muốn đưa Trạch Mã về sủng hạnh cho hai nàng biết mặt, lại sợ lúc đó thành loạn Tam Quốc thì mình hết sống. Thôi thì cắn răng mà chịu vậy. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ Hai tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 958, chẳng trách người ta nói ngài là hồ ly. Thương đạo liên thông với La Mã sắp khai thông rồi. Tin tức này không phải do Cáp Mật đưa ra mà là sứ giả Khách Lạt Hãn tung ra, thế là khiến toàn bộ Cáp Mật sôi trào. Nếu như thương đạo kéo dài tới Thản Đinh Bảo của Đông La Mã, sau đó thương nhân Đông La Mã đưa tới La Mã, như thế hàng hóa của Cáp Mật sẽ đi khắp thế giới. Không cần nói cũng biết lợi nhuận lớn thế nào. Nhất là bây giờ thương đạo với Tây Hạ đã hoàn toàn cắt đứt, thương đạo với Khiết Đan thì hạn chế. Tuy dựa vào quan hệ mật thiết với Đại Tống vẫn có thể kiếm lợi, nhưng ai chẳng muốn có thêm đường kiếm tiền cho an toàn, chưa nói đó còn là con đường hoàng kim. Thiết Tâm Nguyên giữ im lặng, muốn chuyện đâu vào đó mới công bố. Kết quả người Khách Lạt Hãn muốn gây áp lực với Cáp Mật liền đem tin tức này truyền khắp nơi. Thương cổ Cáp Mật nghển cổ chờ đợi, hy vọng có được tin xác thực nhất từ quan phủ. Còn về phần thương nhân tơ lụa lớn nhất của Cáp Mật thì đã tới thẳng vương cung Cáp Mật. Gần trong gang tấc mà hơn một năm không gặp, đường đường tựa hồ càng thêm mỹ lệ, dù Thiết Tâm Nguyên dù nhìn quen mỹ nữ cũng có thoáng thất thần. Nếu nói Triệu Uyển và Úy Trì trước trước vẫn còn chút non nớt thì đường đường đang vào độ hoàng kim của nữ nhân, như trái quả chín mọng vậy. Cái thương đạo mà mọi người đang bàn tán chỉ nằm trên giấy, từ Cáp Mật tới Thản Đinh Bảo những hơn vạn dặm. Qua vô số quốc gia và bộ tộc, cùng núi cao đầm lầy, chỉ cần bất kỳ chỗ nào có vấn đề là hỏng hết. Người Khách Lạt Hãn muốn thương lộ Cáp Mật chỉ tới Bát Lạt Sa Cổn, do thương nhân của họ đưa tới Tái Nhĩ Trụ, cuối cùng là thương nhân Bái Nhĩ Trụ bán tới La Mã. Vì thế ta không khuyến khích cô lập thương đội đi về phía Tây. Thiết Tâm Nguyên nói rất thành khẩn, y luôn có cảm giác nợ đường đường, chả hiểu vì sao, khả năng thành công của thương đội phía Tây là bao nhiêu. Đường đường bỏ khăn che mặt xuống, nên biết Hoàng đế Tắc Nhĩ Trụ chính là phụ thân của A Y Toa, A Nhĩ Tư Lan đang chuẩn bị Tây Trinh, bọn họ. Và Bái Chiêm Đình đã là tử địch. Sở dĩ đồng ý mở biên cảnh chẳng qua là một loại sách lược, dùng thương đội phương Đông khiến Bái Chiêm Đình lơ là, mục đích cuối cùng là tập kích Bái Chiêm Đình. A Y Toa rất có thể bị cha mình lừa, hoặc có mưu tính khác, song bất kể thế nào thương đội đi về phía Tây khả năng sẽ là thảm họa. Tất nhiên nếu chúng ta hoàn thành giao dịch ở Bát Lạt Sa Cổn, thương lộ này có lợi cho chúng ta. Đường đường tay chống cằm, chớp chớp đôi mắt đẹp, nếu có lợi cho chúng ta, vì sao đại vương giữ bí mật không truyền ra ngoài? Một khi lượng lớn hàng hóa tới Bát Lạt Sa Cổn, cái đám quỷ nghèo đó làm sao mua hết được, chúng chẳng qua muốn thương cổ lâm vào cảnh hàng tới nơi không thể mang về. Từ đó hắn phân số hàng hóa đó cho người Tắc Nhĩ Trụ để trục lợi. Thiết Tâm Nguyên chỉ bản đồ, nhưng người Tắc Nhĩ Trụ biết mở thương đạo là một loại sách lược, làm sao chịu mua hàng giá cao. Tất nhiên là học theo, không trả tiền người Khách Lạt Hãn, tiếp tục đưa hàng về phía Tây. Cô hiểu rồi đó, hàng hóa qua hai tay không đáng tin, lúc bán được tiền rồi nó còn về được tay mình không. Nên cô cứ ở lại Thanh Hương Thành tiếp tục kinh doanh tơ lụa đi, đừng nghĩ nhiều. Đường đường đứng lên thi lễ, đại vương, rốt cuộc sẽ có người đi lên con đường tiến về phía Tây phải không? Đúng, nhưng người Cáp Mật không đi con đường đó, để Khách Lạt Hãn đi thì hơn. Đường đường chắp tay sau lưng nhìn núi xa, khí thế như nam tử ngang tàng. Vậy là nếu bọn họ khai thông thương lộ đó, họ sẽ có lợi ích lớn nhất. Người Khách Lạt Hãn đã hy sinh, thì bọn họ xứng đáng có lợi lớn nhất. Đại vương, đó là vì sao mọi người gọi ngài là hồ ly,
phải tìm cơ hội trong sự tuyệt vọng, tạo đường máu trong tuyệt cảnh, đó mới là chuyện đại trưởng phu nên làm. Thiết Tâm Nguyên ung dung mỉm cười, không phản bác lời nàng, cũng không vì thế mà bất mãn, vẫn từ tốn nói, Đường Đường, hãy sống cho tốt, thương đạo đó phải có vận may nghịch thiên mới hoàn thành được. Có lẽ Đường Đường đang cười, vì nàng đeo khăn che mặt lên rồi, không nhìn rõ lắm. Tiễn Đường Đường đi rồi, Thiết Tâm Nguyên có chút cảm khái. Triệu Uyển tay cầm mũ đầu hổ của Thiết Nhạc từ gian trong đi ra, nhón chân nhìn bóng lưng Đường Đường, có thấy tiếc không? Thiết Tâm Nguyên thở dài, tiếc gì mà tiếc, trên đời này làm gì có chuyện thập toàn kỳ mỹ. Triệu Uyển rút một sợi chỉ trên mũ, sau đó hài lòng gật gù, dùng vai huyết trượng phu, người ta chê chàng nhát gan đấy. Nghe thấy rồi, nói thẳng vào mặt ta còn gì, Đường Đường là thế, nghĩ sao nói vậy. Thật là, thế mà cũng dám tự nhận mình thông minh, người ta có ý khác cơ, vì như chàng lớn gan một chút tới phòng cô ấy. Thiết Tâm Nguyên thống khổ vô chán, nàng thích ăn hạnh không có nghĩa người khác cũng thích ăn hạnh, đừng mang tâm tư của mình ra mà suy đoán người ta. Nói có lý, thiếp phải hạ chỉ cấm người khác ăn hạnh. Nói xong phu thê nhìn nhau phì cười, phu thê ở bên nhau lâu sẽ có những lạc thú lạ lùng, có chuyện người ngoài nhìn vào chẳng thấy đáng buồn cười ở chỗ nào, chỉ có phu thê mới hiểu niềm vui trong đó. Không phải ai cũng có cơ hội nghe Thiết Tâm Nguyên phân tích chính trị, Đường Đường biết cũng không nói ra ngoài. Nhiệt độ thương đạo tiếp tục dâng cao, nhiều thương đội cực kỳ hưng phấn, ai cũng chỉ thấy lợi ích khổng lồ, nhưng không, hoặc là phớt lờ nguy hiểm, đây không phải chuyện một đạo ý chỉ có thể áp chế, ở mức độ nào đó thì AI toa đã thành công. Thuyết phục đám thương cổ bình tĩnh lại là công việc của Hoắc Hiền, còn Thiết Tâm Nguyên đối phó với Adan và AI toa. Đây là lần đầu tiên hai nước hội diện ở cấp cao nhất, bách tính của cả hai nước đều kiễng chân chờ mong, nếu hai nước đó thể đạt thành nhận thức chung, bóng mây chiến tranh sẽ rời xa, cùng nhau phát triển. Các bạn đang nghe truyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ Hai tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 959, Mã Hi Mỗ giết mãi không chết. Chưa đợi được tin về phu phụ Adan thì Mã Hi Mỗ đã tới, cái tên này đi qua Lâu Lan, ở lại hai ngày, sau tới Thanh Hương Thành. Thiết Tâm Nguyên vẫn nhớ từng cảnh cáo hắn dám đặt chân vào Cáp Mật là chặt đầu, thế nên sách kiếm lên. Định giáp mặt một cái là chém ngay không cho hắn khua môi múa mép, nhưng sau khi nhìn thấy Mã Hi Mỗ thì không còn tâm tư đó nữa. Cái tên đã gầy tới không còn da người đó nằm trong đống lông thú nhìn y cười như thằng ngốc, bảo kiếm giơ lên đành chém xuống góc bàn. Ai cho phép kẻ toàn thân đầy ký sinh trùng vào Thanh Hương Thành? Thiết Tâm Nguyên trừng mắt nhìn chủ sự dịch quán, chủ sự giật mình vội lớn tiếng la hét Đinh Dịch chuẩn bị nước vôi nóng. Mã Hi Mỗ cười khổ, đại vương, ta không chịu nổi đâu. Coi lời ta nói là đánh rắm đấy hả? Nếu như có thể, kẻ hèn này cả đời tránh xa Cáp Mật, số lần đại vương tha mạng cho ta đã quá nhiều rồi, không ai vô liêm sỉ đến thế. Nhưng Adan đưa ta tới, đại vương cũng thấy rồi, ta là tù phạm, làm sao có thể quyết định đi hay không đi đâu? Thiết Tâm Nguyên chống kiếm hỏi, đáng lẽ hắn phải chặt đầu ngươi mới phải, sao lại đưa tới cho ta giết? Kỳ thực ta là phong thư Adan gửi cho ngài, nếu ta vào được Cáp Mật, Adan sẽ chọn một nơi thích hợp dẫn thê nhi tới đàm phán với ngài. Nếu ta không vào được Cáp Mật thì hắn sẽ dẫn đại quân tới một nơi không ai có thể chiếm lợi để đàm phán trước trận. Ngươi mà có tác dụng lớn thế à? Có. Đôi mắt mờ đục của Mã Hi Mỗ chảy ra một giọt nước mắt. Mã Hi Mỗ là nô phó của thần, không có nghĩa là không hiểu tình cảm nhân gian. Đại vương giúp Mã Hi Mỗ từ chiến sĩ tàn tật thành hương. Nhân giàu có, bao lần phạm lỗi lầm vẫn được đại vương tha thứ. Ta không muốn làm hai ngại nhưng vẫn phải dẫn đường cho đại quân tới thảo phạt ngài. Bây giờ được chết trong tay ngài là vinh diệu của Mã Hi Mỗ, vương của ta, xin ngài cho Mã Hi Mỗ được giải thoát. Vương của ta, ngài là người ta tôn kính nhất, làm hại ngại không phải là ý muốn của ta, chưa bao giờ. Thiết Tâm Nguyên nghe Mã Hi Mỗ nói một tràng dài, không khỏi nhớ lại ngày đầu gian nan lập quốc, Mã Hi Mỗ vì mình bôn ba khắp nơi tiêu thụ hàng đánh cướp được. Hừ một tiếng, lần nữa quát chủ sự, mau đưa cái tên sắp chết này đi, tắm rửa sạch sẽ rồi cho hắn một đĩnh vàng. Chủ sự nơm nớp lo sợ vội gọi Định Dịch vào phòng khiêng Mã Hi Mỗ có thể chết bất kỳ lúc nào tới nhà tắm. Thiết Tâm Nguyên đứng nguyên tại chỗ chốc lát, ra ngoài ngẩng đầu nhìn ánh nắng rực rỡ, nói, bảo Trương Phong Cốt tới xem bệnh cho hắn. Lập tức có thị vệ nhận lệnh rời đi, lúc đi thì hùng hùng hổ hổ,
lúc về thì ủ rũ cúi đầu. Mã Hi Mỗ là tên khốn kiếp, Thiết Tâm Nguyên đủ lý do để giết hắn, nhưng khi Thiết Tâm Nguyên khó khăn nhất, gian nan nhất, hắn ở bên cạnh. Con người có thể dễ dàng quên bằng hữu lúc phú quý, nhưng khó quên được người từng giúp mình lúc gian nan. Thiết Tâm Nguyên kỳ thực chưa bao giờ thực sự muốn giết Mã Hi Mỗ. Mẹ mang từ Lâm Thao tới rất nhiều hoa mẫu đơn, cánh hoa lớn che lấp cả lá xanh phía dưới. Một con ong mật to bằng ngón cái đậu xuống bông hoa tìm bên cạnh Thiết Tâm Nguyên, hai chân sau nó dính đầy phấn hoa, vẫn chưa thỏa mãn. Nó lấy lần phấn hoa bao lâu thì Thiết Tâm Nguyên nhìn bấy lâu, tới khi nó bay đi như máy bay oanh tạc cỡ nhỏ, y mới thở hắt ra. Chàng đang xem ong lấy mật đấy à? Không, ta chỉ ngây người thôi. Ngây người có gì hay, cùng thiếp đi hái hoa, hôm nay hoa mẫu đơn đáng nở đẹp. Thiết Tâm Nguyên quay đầu nhìn, Triệu Uyển xách cả giỏ hoa chợt cảm khái, hoa cắt xuống là chết rồi. Đó chính là tác dụng của nó, thứ này không ăn được, không uống được, chúng ta tốn công chăm sóc chính là để ngắm, nếu ngay tác dụng này cũng không có còn chẳng bằng cỏ dại nuôi ngựa. Lão bà nói rất có lý, Thiết Tâm Nguyên nhận lấy cái kéo, xoẹt một phát cắt luôn bông hoa tím vừa bị con ong lấy phấn. Á, không phải cắt như thế, hoa này mang về cắm trong bình, chàng cắt mỗi bông hoa thì có tác dụng gì, chàng xem, phải cắt cả cành thế này. Thiết Tâm Nguyên cười xấu hổ, chuyên tâm học Triệu Uyển cắt mẫu đơn. Mã Hi Mỗ được đám đinh dịch tắm rửa cho sạch sẽ, đặt lên giường gấm, sau đó bị người ta ép uống một bát cháo nóng. Mã Hi Mỗ nhìn đồng kim tệ mà chủ sự ném cho, không đủ. Quản sự nghiến răng, đại vương đã muốn chém chết ngươi rồi mà ngươi còn có tâm tình nghĩ tới vàng à? Đó là chuyện khác nhau, dù ta bị đại vương chém chết, ngươi vẫn phải cho ta vàng. Quản sự cũng là người cũ của Thanh Hương Cốc, biết Mã Hi Mỗ, càng biết cống hiến của hắn năm xưa vì cáp mật, nên vẫn cho hắn một đĩnh vàng lớn. Mã Hi Mỗ ôm vàng vào lòng, hắn biết vì sao Thiết Tâm Nguyên cho mình vàng, nhưng bây giờ vàng không còn sức dụ hoặc gì nữa, nếu muốn hắn sống, phải có bảo thạch từ thiên quốc mới được. Nhiều lúc dục vọng thay đổi thế giới của chúng ta, dục vọng cũng cho chúng ta động lực để sống tiếp. Mã Hi Mỗ luôn cho rằng thiên thần đứng ở trên không nhìn hắn, đó là sự thẩm phán duy nhất hắn sợ. Hắn cực kỳ lưu luyến cuộc sống, nếu có dấu hiệu của thiên thần thừa nhận việc làm của hắn, hắn sẽ có động lực sống tiếp. Nói thế tức là thân thể của Mã Hi Mỗ không có vấn đề gì. Thiết Tâm Nguyên đặt văn thư xuống nhíu mày hỏi, Trương Phong Cốt mới 20 tuổi đã để chòm râu dài, rất có phong thái đại phu kinh nghiệm, người này tâm tỳ hư, mất điều hòa, ưu tư, quá độ, khiến ăn ngủ không tốt, thường chìm vào hôn mê, cứ tiếp tục thế này, cuối cùng sẽ nổi điên mà chết. Là bệnh tâm lý thì Thiết Tâm Nguyên cũng hết cách, xem ra tên đó thực sự bị dày vò vì phải làm chuyện bản thân không muốn, có chữa được không? Chỉ cần mang thang thuốc an thần khống chế tốt, để thân thể được thả lỏng nghỉ ngơi, bệnh tình sẽ tự nhiên giảm bớt. Nhưng cách này có hiệu quả nhất thời chứ không thể trị tận gốc, lo lắng trong lòng hắn không nguôi, sớm muộn hắn cũng chết. Trị ngọn là tốt rồi, ai rảnh đi trị gốc cho hắn, người này ta còn dùng, chiêu cố hắn cho tốt. Các bạn đang nghe chuyện Ngân Hồ của tác giả Kết Giữ 2 tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 960, Hòa Bình tới gần. Trương Phong Cốt tuân lệnh lui ra, nhìn qua cửa sổ, Thiết Tâm Nguyên thấy tiểu cô nương Tây Vực muôn phần xinh đẹp đi tới đón hắn. Đừng nhìn nữa, tiểu cô nương đó một lòng đi theo Trương Phong Cốt, không có phần của chàng. Thiết Tâm Nguyên giật nảy mình, bà nương này càng ngày càng xuất quỷ nhập thần, nhận lấy bánh mì mới nướng từ tay Triệu Uyển, cắn miếng lớn, vị lúa mạch trần ngập khoang miệng. Sao hôm nay lại rảnh rỗi đi nướng bánh vậy? Hừ, à tiểu thiếp nát mông của chàng lại làm ra len dạ có màu mới, hôm nay cứ lượn lờ trước mặt thiếp khoe khoang, ghét cái mặt. Thiết Tâm Nguyên cười lớn, sơ thử miếng dạ xanh Triệu Uyển đưa cho, nhẹ hơn không ít, mềm hơn. Cô ta cho thêm bông vào, thiếp thân thấy cô ta cố ý làm cho thiếp xem. Cho dù là tương tác doanh làm ra sản phẩm mới cũng phải trải qua thời gian thực nghiệm, cuối cùng mới có, đâu có chuyện vài ngày làm ra thứ tốt thế này. Thiết Tâm Nguyên nắm lấy tay Triệu Uyển, sao, không thoải mái à? Thiếp thấy mình như kẻ ngốc. Đúng là hơi ngốc, hái mẫu đơn tặng các đại thần, mở yến hội khao thưởng quý phụ, an bài khuê nữ nhà đại thần gả cho tướng sĩ có công. Đó mới là chuyện vương hậu nàng lên làm. Bất kể trước làm ra thành quả gì thì đều là công lao của nàng. Nữ nhân ngốc đó cứ ra sức làm việc, không biết làm càng nhiều,
công lao của vương hậu nàng càng lớn. Đừng làm khó nàng ấy, tiểu thiếp bỏ trưởng phu một lòng kiếm tiền giúp nàng, nàng có lý do gì mà không thích. Triệu Uyển rầu môi, chàng thật may mắn, vận may của ta xưa nay không tệ mà. Thiết Tâm Nguyên sờ nhẹ môi nàng, y thích Triệu Uyển thi thoảng lộ ra bản tính hồn nhiên này. Hôm qua thiếp tới phủ Đường Đường, nữ nhân đó chẳng bận tâm tới cảnh báo của chàng, đang chuẩn bị thương đội đường xa đấy. Không sao, chẳng qua là tốn chút người, chút hàng và chút lạc đà à. Cho dù toàn bộ một đi không về cũng không ảnh hưởng quá lớn, cô ấy nhiều tiền lắm rồi. Nàng không biết, dù thương đội có bị cường đạo giết chết, hàng hóa bị cướp đi, nó vẫn sẽ tới phương Tây. Thế là mục đích của cô ấy đạt được, người phương Tây biết ở phương Đông có thứ hàng tốt như vậy, tự nhiên tìm đến. Thiết Tâm Nguyên ăn hết bánh mì, hai tay ôm đầu ngả lưng ra sau, đó là hào khí đại thương nhân. Ngày hôm sau Thiết Tâm Nguyên tới phủ tướng quốc lại thấy Địch Y Tư, cái lão bà bẩn thỉu, độc ác, nham hiểm như vu nữ bây giờ hoàn toàn khác rồi. Một thân trang phục quý phụ, mái tóc bạc trắng chẳng khiến người ta thấy già nua mà thêm vài phần cao nhã. Ít nhất Địch Y Tư ngồi đối diện uống trà với Hoắc Hiền, nói cười cười, Thiết Tâm Nguyên xấu bụng nghĩ, rất xứng đôi. Vậy chọn ở Yên Kỳ, đặc sứ thầy sao? Người tới phó ước tính cả người hầu không được quá 500, quân đội chú cách đó 30 dặm, bên ta sẽ có 100 thám báo giám thị quân đội quý quốc. Lão Phu mong quý quốc có thể hiểu, ánh mắt của các mật chưa bao giờ nhìn về phía Tây, mục tiêu của các mật chỉ có phương Đông và phương Nam. Cả hai luân phiên sử dụng hai ngôn, ngữ, tiếng Đại Tống với Địch Y Tư không thành vấn đề, Hoắc Hiền năm xưa hai lần đi tới Đại Thực càng am hiểu rất nhiều ngôn ngữ. Vậy cũng hy vọng quý quốc hiểu, Thiên Trúc và phương Bắc là mục trường của khách Lạt Hãn ta, các mật không được can thiệp. Địch Y Tư nói rất hòa nhã, ý tứ thì dứt khoát, Quy Tư, Yên Kỳ, Vu Điền thuộc sở hữu của các mật, ngoài nơi đó ra, các mật không hứng thú với đất đai phương Tây. Ba nơi đó quý quốc đã bỏ hoang mấy năm, không hề phái quan viên tới cai trị, khách Lạt Hãn Đông Trinh thế nào cũng phải có thu hoạch chứ. Hoắc Hiền mỉm cười không đẩy cuộc tranh luận đi quá xa, hôm nay chỉ thương đàm đề tài hội nghị thôi, các mật thực lòng muốn kết tình hữu nghị thông gia với khách Lạt Hãn. Đại vương ta sẽ đưa vương hậu và thế tử cùng tới Yên Kỳ, mong được gặp vương hậu A-I-Toa và tiểu công chúa. Địch Y Tư nâng chén trà lên, đó cũng là điều vương hậu ta mong muốn, hòa bình giữa hai nước nên đời đời duy trì. Nếu thế tử quý quốc và tiểu công chúa nước ta thành đôi thanh mai trúc mã thì không thể tốt hơn. Rất tốt, còn chuyện thương đạo, đại vương ta hy vọng trực tiếp đàm phán với A-Đan vương, mong quý quốc chuẩn bị sớm. Đây là chuyện lớn, các mật vương cẩn thận thế nào cũng không quá, ta có thể hiểu được, có điều quý quốc luôn có trọng binh đóng giữ ở Lâu Lan Thành, đó không phải là thái độ hữu hảo. Hoắc Hiền cười, xét cuộc chiến lần trước, các mật có quyền lực bố trí lực lượng vũ trang trên quốc thổ của mình kháng cự địch xâm nhập. Đàm phán quốc sự luôn là cuộc đấu khẩu giằng dai, chỉ có người cực kỳ trầm ổn mới tìm được lạc thú trong đó, còn người sái thoát như Thiết Tâm Nguyên thì tránh xa. Hoắc Hiền đang làm việc, Thiết Tâm Nguyên không quấy nhiễu, nhất là nhìn ông ta và Địch Y Tư mắt qua mày lại, sợ mình đường đột phá hỏng chuyện tốt của người ta, khiến lão già nổi giận thì không. Hay, ra ngoài đi được vài bước thì thấy Lưu Phân đang đứng dưới một cây thông tuyết ngửa mặt nhìn trời, cô đơn như khuất nguyên, loại người này cũng không nên chọc vào. Ai biết ông ta đang bi phẫn chất vấn trời cao chuyện gì, nếu quấy nhiễu bị biến thành túi chút giận là cái chắc. Đại vương vì sao tránh lão phu như rắn rết? Đi đi đường vòng rồi mà không ngờ lão già đó có bản lĩnh mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng. Không dám quấy nhiễu tiên sinh suy tư thôi. Lão già này năm nay rất bất thường, lên cơn điên đi đào phần mộ của người ta khắp nơi. Hai tháng trước ông ta dựa vào đường sử, tới một tòa thành nát đào bới, mang về mấy cái bình bát sứt mẻ, cùng với mấy thanh đao thời Đường và hai mộ quang minh khải giáp. Theo lý mà nói lão già này phải rất cao hứng mới đúng, riêng mười mấy cái xác khô trong viện tử cũng đủ ông ta nghiên cứu, giờ lên cơn gì không rõ. Điển tịch, văn tự, tranh vẽ cho dù là một tấm thẻ trúc cũng không có, càng không phát hiện bóng dáng bia đá, không có những thứ này, làm sao chứng minh với người đời rằng người Hán từng sinh sống ở đây. À, té ra là thế, Thiết Tâm Nguyên vẫn cẩn thận không tới gần, không phải tiên sinh tìm được quang minh khải sao, người làm sử chú trọng văn tự. Chỉ cần biết bệnh ông ta là tốt rồi, Thiết Tâm Nguyên lại hỏi, không biết tiên sinh rốt cuộc muốn gì, chỉ cần yêu cầu hợp lý, bản vương sẽ làm theo. Để loại chuyện này không tiếp diễn về sau, lão phu muốn khắc bia, thứ bia vĩnh viễn không thể phai mờ.
thì thất lý pha ngoài thành có rồi đó, rất nhiều bia. Lão phu dự định lên đỉnh Thiên Sơn. Đại vương, ngài chạy đâu thế? Các bạn vừa nghe xong tập 96 của bộ truyện Ngân Hồ của tác giả Kết Sử 2 tại thư viện sách nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.